hai là lý do vào viện, thứ ba là bệnh sử, thứ tư tiền sử, tiếp theo là khám toàn thân, khám bộ phận. Về phần hành chính thì có 7 mục, ở đây là cái 3 mục thôi, thứ là có 7 mục chính. Một là tên này, tuổi này, giới này, địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp và lý do vào viện, hàng ngày vào viện. Tóm lại có 7 mục chính như thế, và trong bệnh án ví dụ em có 7 mục như thế. Thứ hai là lý do vào viện, thì lý do viện có các triệu chứng cơ năng nên khiến bệnh nhân phải đi vào viện, nên phải đi khám. Ví dụ như này, có bệnh nhân thiếu máu, lý do chính bệnh nhân vào viện là gì? Có con chóng mặt, đúng rồi. Ở bệnh nhân sốt huyết thì lý do chính bệnh nhân vào viện là gì? Chảy máu ở đâu đó, chảy máu không ra, có xuất huyết dưới da. Đây là những triệu chứng cơ năng, là những cái biểu hiện mà khiến bệnh nhân khó chịu, bệnh nhân phải đi khám, và đấy là lý do bệnh nhân chính vào bệnh nhân phải vào viện, đúng chưa? Cái thứ hai là bệnh sử. Bệnh sử là gì? Bệnh sử là quá trình diễn biến bệnh. Là rõ ràng nhé, là quá trình diễn biến bệnh. Ví dụ như này, một bệnh nhân bị viêm phổi, bệnh khoảng 1 tháng nay, đầu tiên họ chỉ có ho khan thôi, sau đó họ có ho đờm, sau đó họ có sốt, họ có ho đờm vàng, đờm mủ. Tại vì quá trình diễn biến của họ là từ khi nào, cách đây 1 tháng, và biểu hiện nó lần lượt là bị ho này, ho khan này, sau đó sốt này, và khi bệnh sử em nào thì cũng có triệu chứng đấy. Tức là lý do ở cái bệnh sử là có quá trình diễn biến bệnh nhân. Có thể bệnh nhân được vào tuyến huyện hoặc điều trị thuốc rồi, đúng không? Ổn được 1-2 ngày xong họ lại ra, xong họ lại bị nặng, tái lại. Thì đấy là quá trình bệnh sử của bệnh nhân. Còn tiền sử, thì tiền sử là cái gì? Tiền sử là các bệnh tiền sử nó mắc trong quá trình bệnh từ họ khi họ lại ra bây giờ, có bạn như thế. Và cái bệnh đấy nó có thể liên quan đến bệnh này của bệnh nhân hoặc là không liên quan. Ví dụ bệnh nhân vừa rồi bị ho, bị sốt, viêm phổi đúng không? Thì có tiền sử họ bị gãy chân chẳng hạn, thì là tiền sử cách đây 3 năm chẳng hạn. Hoặc tiền sử có cách đây 2 năm họ bị viêm phổi nó rất là mạnh và rất là nặng, thì đó là tiền sử. Tiền sử gia đình nó có ý nghĩa là nó ý nghĩa trong một số bệnh di truyền. Đã bao giờ nghe bệnh nhân hemophili chưa? Được rồi, hemophili là bệnh di truyền trong những sắc thể giới tính gì? Khi bệnh nhân mà mình nghi ngờ hemophili thì mình hỏi gia đình làm sao? Có ai bị không? Và ai đây thì chủ yếu là gì? Họ ngoại, họ là anh em trai, đúng không? Ví dụ thằng bé bây giờ nó khoảng 3 tuổi thì mình hỏi là có anh trai không? Có anh trai nó bị bệnh hay không? Cậu nó có bị bệnh hay không? Ông ngoại nó bị bệnh hay không? Chúng ta mình khai thác của mình là nó di truyền. Tại vì tiền sử gia đình nó có ý nghĩa trong vấn đề đấy. Thì mình nam mình hay đi. Hoặc là những bệnh nhân mình ung thư chẳng hạn thì có thể một cái lý do đó có thể liên quan đến tiền sử gia đình. Hoặc tiền sử bản thân mình là ví dụ như bệnh nhân bị ung thư phổi chẳng hạn. Nếu ông già 45 tuổi ung thư phổi thì phải hỏi khi mà đã có cái đấy rồi chắc chắn bị bệnh. Đó là cái tiền sử đấy là những cái bệnh nhân nó có từng mắc, nó từng làm, nó có thể liên quan đến bệnh. Hoặc ví dụ như này, nó có thể không phải bệnh. Nhưng bệnh nhân bị ung thư phổi hoặc là bệnh nhân bị ung thư ở đâu đó, mình hỏi xem họ tiếp xúc với cả hóa chất không. Nhưng bệnh nhân họ chuyên làm cái đúc đồng như là cái gì đó, hoặc là tiếp xúc với cái bệnh nặng chẳng hạn, thì có thể là cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái bệnh của bệnh nhân. Nếu không vậy thì tiền sử là cái yếu tố nguy cơ, cả là cái bệnh của bệnh nhân đã từng mắc. Còn phần khám bệnh nó gồm có 2 mục chính, đó là khám toàn thân và khám bộ phận. Thì khám toàn thân là cái bài ngày hôm nay, bài ngày hôm nay khám toàn thân. Còn khám bộ phận là cái mà từng chuyên khoa một cái dạy các em, ví dụ lưu hô hấp thì các thầy sẽ dạy các em khám phổi, tim mạch, khám tim mạch, tiêu hóa, các khám bụng, khám gan, khám thận thì tiêu tiết niệu dậy đúng không. Và bài hôm nay là mình nhắc qua về khám toàn thân. Thực ra khám toàn thân này tất cả các chuyên ngành đều dạy em biết, bởi vì nó không phải là một biểu hiện cơ, một bộ khu trú, mà nó là một chất toàn bộ. Cái khám toàn thân ở đây có 9 mục, bao gồm cái gì? Tinh thần này, hình dáng chung, và những cách làm để những cơ thể, một sắc da lên mặt, thì trạng da chút dưới da, lông tóc móng da cặp bên là tuyến giáp, có bạn là có 9 mục như thế. Và đi thi, làm bệnh án, còn gần như này cũng có mục này. Sau đó quan trọng nhất là mục gì? Hình trạng tinh thần bệnh nhân này, thứ hai là hình dáng chung và những cách làm này, thứ ba là tình trạng da của chút dưới da, thứ tư là tình trạng lông tóc móng, hạch và tuyến giáp, đó là cái quan trọng nhất trong khám lâm sàng. Khám bộ phận thì bao gồm lý tim mạch, hốc tiết niệu mình vừa nói rồi, và cùng là kiểm tra các thải tiết. Khi khám của bệnh nhân thì mình làm sao, mình tiến hành ở nơi nào? Những cái này là những cái nêu ra trên bảng này là gì? Mà những cái nêu ra gọi là tiêu chuẩn để khám bệnh nhân thôi. Do khi mình khám lâm sàng thì làm sao? Nó chẳng bao giờ nói về tiêu chuẩn này cả. Ví dụ như là sạch sẽ,
Khoan, khi chúng nó luồn thì khó không? Ở bệnh phòng làm sao mà bảo những chuyện là sạch sẽ rất là khó. Hay là ấm áp nhất là về mùa rét cũng rất là khó. Đủ ánh sáng thì tiêu chuẩn nó có thể có đúng không? Bên này nên nó có đủ ánh sáng kín đáo. Nhất là đối với phụ nữ cái này là tiêu chuẩn bắt buộc. Tại sao thế? Tự nhiên bệnh nhân là bị và họ còn khám về phần sinh dục thì bác sĩ nào khám thì ít nhất phải có một vị khám ở bên cạnh. Đơn phẩm đúng rồi. Khám một cuộc sinh dục của bệnh nhân thì y tá bác sĩ nam khám thì ít nhất phải có y tá nữ bên cạnh để tránh một số vấn đề thế nhị xảy ra. Các em hiểu ý không? Cần kín đáo, có tiêu chuẩn kín đáo này. Ở một số cái thì không thể nói, nhưng mà riêng trong khám sản khoa thì tiêu chuẩn kín đáo này tiêu chuẩn bắt buộc, tiêu chuẩn số 1. Về các phương tiện nghe, phương tiện thì cái này còn phải có luôn. Nếu như là ống nghe ai chẳng phải có đúng không? Cô em đã đi bàn phải mua hết. Cái đo huyết áp có thể có hoặc không thì mình có thể mượn bệnh phòng. Dụng cụ đèn lưỡi, cái này thường chuyên khoa và thường khám họng và thường khám nhi là nhiều. Rồi các bố phản xạ kim cái này nó là tiêu chuẩn thôi. Bây giờ mình đi hơn về cái tình trạng, phần tình trạng khá toàn thân một nhá. Đầu tiên là tinh thần đúng không? Tinh thần thì ở đây nó mang mức độ này, tỉnh táo này, mê sảng và hôn mê này. Những cái thông tin cơ bản nhất về bản thân của bệnh nhân đó là tên tuổi là gì, bao nhiêu tuổi đúng không? Chưa có đâu, có nhưng họ không biết, họ không trả lời tôi là bao nhiêu. Và trong đây họ chia làm ba mức độ tỉnh táo, mê sảng và hôn mê. Nhưng mà khi các em học xong này thì cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn các bảo hiểm có làm đâu? Bảo hiểm có làm đâu nghe bao giờ chưa? Rồi, cố gắng nghe, cố gắng tìm hiểu nhé. Bảo hiểm có làm đâu có 15 điểm và nó dựa vào ba cái tiêu chuẩn, đó là mắt, thứ hai là đáp ứng trả lời và thứ ba là vận động để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Và cái tỉnh táo từ mặt tương ứng của một lát cơ khoảng 14-15 điểm, hôn mê từ một lát cơ khoảng dưới 5 điểm và mê sảng từ khoảng 5-10 điểm hoặc tầm đấy. Tức là mê sảng bệnh nhân không còn tập trung định hướng trả lời tốt nữa, không còn hôn mê thì tịt hẳn, không còn trả lời cái gì nữa. Tịt hẳn. Về hình dạng chung, tại sao hình dạng chung là quan trọng? Ví dụ như các tổ này chẳng ai bé quá đúng không? Nhưng có những người béo phì chẳng hạn, ví dụ như là đi vào này chẳng hạn. Điều đáng sợ hơn bình thường á, không được nói nặng. Đây là điển hình của hội chứng Cushing. Cushing thận hay là những bệnh giả Cushing. Làm sao hoàn toàn xuyên này là đàn bà có làm sao lên gì mắt thì năm nay, nhưng mà các bạn cái mọc lông gì dâu mọc lên này, da thì làm sao vạn da này, béo tập trung ở vùng nào, vùng bụng này, phồng má này. Trong khi đó tay chân thì làm sao teo nhỏ lại như kiểu cái tăng cánh của quai ấy, tương tự như thế. Người tuyết. Chính xác là như thế em ạ, điển hình của chúng tốt sinh luôn. Cái thứ hai như bệnh nhân này, bệnh nhân làm sao? Suy kiệt quá mức, suy dinh dưỡng. Và những bệnh nhân này điển hình trước đó là 1 năm. Nhưng mà một số cái khác, ví dụ như là bệnh nhân này, như bệnh nhân cao quá mức có đáng sợ không? Cao center có thể cho nên thường cường tiểu yên hay bên lùn quá mức có sợ không? Có rất sợ đúng không? Hay bệnh nhân béo phì có mức bệnh nhân này, bệnh nhân gầy có mức, vậy thì tình trạng chung có thể đánh giá tương đối của bệnh nhân. Như bệnh nhân này tôi có thể đoán được tình trạng bệnh nhân làm sao, dùng thuốc quá nhiều, có thể quá nhiều đúng không, nó gây ra hội chứng giảm cơ sinh. Tiếp theo là hội chứng huyết áp nào, cỏ súng có như nào, cong 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 này, chân co lên, tay co đầu này, cổ ngửa ra sau này, làm sao? Bởi vì nó cứng cổ cứng đấy, và điển hình trong bệnh nhân bị sao? Viêm màng não mủ hoặc viêm màng não thì chúng ta rất là khó gặp. Và bây giờ rất là khó gặp, nhưng ngày xưa gặp nhiều, ngày xưa cũng chuẩn nhiều. Tự nhiên làm ha, quay mặt vào tối là ngưỡng cổ đằng sau, đúng hình cò súng luôn. Và không bao giờ quá trình dạy học chỉ gặp một trường hợp duy nhất đồng nhi, nhà nó ở vùng núi thì gặp viêm màng não gần đây khó gặp lắm, bởi vì hầu hết là phát hiện ra rất sớm, người ta bị đau đầu ngạn nó đi khám bệnh và phát hiện ra viêm màng não rồi, chứ còn để cái triệu hình điển hình của màng cò súng này thì rất là khó gặp. Tiếp theo là gì, những bệnh nhân em bao giờ gặp bệnh nhân lưng cơn hen chưa, hoặc lưng khó thở chưa, họ có làm ngửa không, làm cái giường cho họ làm được không? Không hề làm được, họ phải ngồi dậy ngồi làm sao thở hồng hộc này, hoặc là bệnh nhân họ phải đang đêm họ phải bật dậy để họ thở,
điển hình của những cơn hen và tư thế nằm tụt như là power. Hay những bệnh nhân gì? Bao giờ những bệnh nhân liệt, và gặp những bệnh nhân liệt bao giờ chưa? Những bệnh nhân mà di chứng của so vại tay chân mạch não chưa? Họ đi như này, tay bắt ngoài này, chân này, phạt này, phạt này, phạt này, đúng phải chính xác. Đấy là những bệnh nhân bị di chứng của tay chân mạch não cũng các bạn bùng nếu thế này, sau nó đi là phạt điển hình luôn. Đây là cách mình có thể phát hiện ra những bệnh nhân đấy là mình vừa vào với mình mà họ có biểu hiện gì đó, mình phải hỏi hoàn hỏi họ là tiền sử tay chân mạch não chưa, có thể là có rồi. Có thể là 2-3 năm trước thì đây là di chứng của nó, đúng không? Hay là khánh đi cứng đờ như Parkinson với chứng bệnh nhân này này, như kiểu khúc gỗ run rồi đi rồi run, mai sau sang lão khoa gặp bệnh nhân này điển hình luôn, có đi những người máy đi. Đây hình ảnh điển hình của bệnh nhân cong vẹo cuộc sống này, hình ảnh này mất rồi. Tóm lại là dáng đi cách nằm và hình dáng tư thế bệnh nhân có thể gợi ý cho mình một số cái gọi là biểu hiện bệnh của bệnh nhân như cơ sinh này, hỏi là uống thuốc không này, hay bệnh nhân bị như này mình phải hỏi họ xem là cách đi họ có tiền sử tai biến mạch não không, họ có tiền sử tăng huyết áp hay không. Đấy là những cái mình gợi ý mình hỏi tiền sử bệnh nhân. Bây giờ quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay là học về khám vào da và tổ chức dưới da, bởi vì khám thiếu máu hoặc khám xuất huyết chủ yếu là ở hai cái hội chứng này, khám da và tổ chức dưới da. Da, màu sắc da, liên mạc và xuất huyết. Bây giờ nói về da. Da thì máu là da màu gì? Xanh. Xanh. Ô, vàng, rất nhiều màu vàng, không phải chỉ hỏi thật sự. Làm sao? Nếu mà thiếu máu có thể da nó hơi vàng nhạt, như kiểu vàng sơn sơn. Nhưng mà vàng đậm, như kiểu đất sét ấy. Gan mật. Cái đầu tiên liên quan đến gan mật. Vàng của thiếu máu là vàng gì? Vàng xanh xanh. Nhưng mà vàng của trong bệnh thận, trong thiếu máu trong bệnh thận thì là vàng bụng. Tức là xanh bụng luôn. Tức là nó kiểu là xanh xanh trắng ấy. Còn thiếu máu bình thường thì làm sao? Nó hơi xanh vàng một tí. Thế còn trong bệnh gan mật thì làm sao? Vàng sợ lắm, như vàng hơn đất. Thế nên màu sắc da không biệt cả đấy. Thiếu máu ở liên mạc. Người ta đen. Tí hỏi xem tháng đầu nhá, để biết nhá. Còn xuất huyết. Xuất huyết cũng có hai kiểu. Chủ yếu là xuất huyết ở da và xuất huyết liên mạc. Xuất huyết ở da và liên mạc ví dụ điển hình thế này. Nào. Nếu xuất huyết ở đâu? Củng mạc. Mắt. Đúng rồi, chính xác là củng mạc ở đây là sơ xuất huyết ở liên mạc. Còn xuất huyết ở đây là đâu? Da. Mình thường xuất huyết ở da nó có bao nhiêu giai đoạn? Các tài liệu chưa? Có 4 giai đoạn. Đỏ, tím, vàng, xanh. Cái này là xuất huyết mấy hơn cũ? Mới. Nó là mới, có thể là 1-2 ngày thôi. Xuất huyết là xuất huyết gì? Lâu. Sau thì nó xanh và nó vàng thì mất đi rồi. Và xuất huyết là những lúc này, một đám xuất huyết lớn như này thì chắc chắn khoảng 17-10 ngày rồi. Và xuất huyết này chỉ khoảng 1-2 ngày thôi. Và bây giờ nhìn đây, đây là đám hơi chấm hơi nước hay mảng? Mảng. Đây là đám hơi chấm hơi nước hay mảng? Mảng. Đây là đám, mảng, đám. Thế còn đây là gì? Chấm nốt hay là gì? Để các bạn kích thước của nó nhá. Kích thước có tiêu chuẩn hết rồi nhá. Chấm là như thế nào? Nốt là như thế nào? Mảng như thế nào? Đám như thế nào? Có hay không? Là qua rồi. Các triệu chứng IBA. Bạn ơi, ủa sao rồi? Thế có mắt này nhìn rõ chưa? Nhìn rõ không? Cái này không cần phải các bạn lên mình nhìn xa đã biết xuất cục mạc rồi. Còn đây là gì? Chảy máu chân răng, nhìn rõ không? Có. Niêm mạc lưỡi là làm sao? Xuất huyết. Xuất huyết đầy niêm mạc lưỡi là vòng họng đúng không? Còn đây là gì? Xuất huyết là củng của cổng mạc. Và cái này thì phải qua gì? Có soi vai mắt. Tóm lại xuất huyết kinh khủng chưa? Ngoài ra thì khám da tổ chức dưới da ngoài hai hội chứng chính thì phải học là khám thiếu máu, khám xuất huyết thì tùy những hình dạng, thì còn một triệu chứng, còn một cái khám nữa phải khám, đó là khám gì? Tình trạng kiệt nước hoặc đuối nước. Kiệt nước là như nào? Ví dụ như này, một đứa trẻ nó bị những tiêu chảy 3 ngày rồi thì làm sao? Mất nước là một cách nghiêm trọng và người ta phải làm biện pháp kéo da vào bụng xem nó mất nước có độ nào. Sau này học Nhi sẽ thấy là kéo da theo mất sau bao nhiêu giây thì mức độ mất nước như thế nào. Nhưng mà bây giờ chị hỏi một người suy kiệt như cái ông vừa rồi. Không véo được. Có véo được không? Không. Không véo được mà véo được nhưng nó mất rất lâu. Hay những cái bà béo như vừa rồi, véo da mất như nào? Rất là nhanh. Vậy thì những người như thế là rất khó đánh giá. Tóm lại, cái kiệt nước này rất khó đánh giá. Và thường là trẻ con đánh giá tốt hơn là người lớn. Người lớn mà đã béo hoặc quá gầy quá mức cũng rất là khó đánh giá. Trẻ con thì có những đứa bù quá mức, khó đánh giá cực kỳ luôn. Nhưng mà cái dễ đánh giá không tình trạng uống nước. Uống nước thì hay là gọi là phù. Phù thì có hai dạng là gì? Phù mềm và mỏng và phù cứng. Cái đây chủ yếu là phù mềm. Phù mềm thì trong phù gì? Phù
phù thận, phù của tim mạch và phù của gan mật, phù của gan. Đây là ba cái phù điển hình cho phù, phù và lõm. Và nguyên tắc kháng phù là kháng ở đâu? Ở trên nền xương cứng. Ở trên nền xương cứng là chỗ kháng điển hình nhất là ở đâu? 1/3 dưới trước trong xương chày. Sau này về học kháng thận các thầy sẽ dạy cho em nhé. Điển hình kháng ở chỗ này. Còn đâu? Mắt ở đâu? Trên xương gò má đúng không? Trên xương trán này đúng không? Thế cái vị trí này, cái vị trí rất là dễ kháng. Nhưng mà nó thật là em là ở chân dễ kháng hơn, còn ở mặt mà khi đã phù có 1/4 đồng hồ mặt. Hãy nhớ điều đấy. Chứ còn phù cứng thì khó gặp lắm, rất kiếm gặp. Thường trong phù liêm ở bệnh tuyến giáp hoặc là trong phù nó không chỉ. Cái phù đấy cực kỳ hiếm gặp và thường như là không gặp. Ngày trước thì gặp một trường hợp nhất nhưng mà bây giờ không nhớ nổi. Tức là rất là cứng, chính xác là phù cứng, còn phù mềm và nõn như thế. Còn đây là gì? Niêm mạc có thiếu không? Bình thường. Đây là điển hình của cái bình thường. Khám đông các máu có quan trọng không? Có. Ví dụ như này. Cái bà vừa rồi, bà phát sinh vừa rồi ấy, bà ấy bị chứng không có quá nhiều ấy. Các bà đen trở lại, râu và mọc ra. Bây giờ gặp một bà lão 65 tuổi hoặc cơ xương khớp. Nhìn xa cũng tưởng là ông lão. Không phải ông lão mà là chú. Đúng không? Làm sao? Mặt nó phị ra, da văng bóng lên làm sao? Nó mất rất nhiều đàn đúng không? Sau đó râu họ mọc rất là nhiều. Và đàn bà thường là đàn ông, ông thường là chú. Nên là khác biệt. Anh không? Nó khác hoàn toàn. Bởi vì nó khác hoàn toàn. Cải lão đấy, mà cải lão khỏe, cải lão bệnh. Và trong thiếu máu thì mình có ba cái tình trạng quan trọng nhất. Là sao? Đây là cái gì? Mồm. Cái mồm thì mồm, sao? Mồm. Cái niêm mạc nó teo hết. Nó teo và khô. Còn móng tay thì làm sao? Khô và có vía. Tại sao? Tại vì khu vực này, khu vực mà niêm mạc phát triển nhiều nhất là mạnh nhất. Và điển hình đây trong thiếu máu mãn tính. Và thiếu máu thiếu sắt. Thì làm sao? Không đủ yếu tố vi lượng, không đủ chất dinh dưỡng. Thì cái niêm mạc ở môi làm sao? Nó khô, teo hết lại. Còn ở móng tay thì làm sao? Nó khô lại, có vía. Còn đây là điển hình trong cách khám nâng cấp máu mà trong thiếu máu nhá. Nhớ cái này, hình ảnh này nhá. Rồi hình ảnh rất hiếm gặp. Thực sự là hiếm gặp. Kiểm tra chất thải tiết. Mình vừa nói hết là toàn bộ cái khám toàn thân rồi đúng không? Khám bộ phận chị nói rồi là sẽ cho các chuyên khoa khác học dạy. Còn bây giờ nói về chất thải tiết. Tại sao khám chất thải tiết? Ví dụ như này. Bệnh nhân mà bị sốt huyết đường tiêu hóa thường hỏi cái gì? Phân màu gì? Màu đen. Gì nữa? Được có ăn gì màu đỏ? Ăn có gì màu đỏ không? Gì nữa? Sốt huyết tiêu hóa thì hỏi cả nôn nữa chứ. Đúng không? Hỏi cả nôn và cả phân. Bây giờ hỏi phân. Ví dụ tại sao hỏi phân là quan trọng? Thậm chí không phải kháng phân. Bây giờ mình cho ba trường hợp. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân đi ngoài phân mà có màu đỏ đỏ tươi ấy, bao ngoài viêm phân. Trường hợp thứ hai là phân mà có màu đen nhưng mà nó nâu đen như kiểu phân dê. Trường hợp thứ ba là phân đen màu đen nhão. Thì cái nào nặng hơn? Đen nhão nặng hơn. Thế bây giờ tưởng có rất nhiều trường hợp đầu tiên mà phân đỏ tươi bao ngoài viêm phân thì chứng tỏ xuất huyết ở đâu? Trực tràng có hậu môn và chỉ là một bệnh điển hình luôn. Cái trường hợp thứ hai là phân màu nâu đen. Dạ dày ở trên. Phân màu đen như phân dê. Ở đâu? Dạ dày. Là sao biết ở đâu được? Dạ dày nó chỉ có mấy chục phân thôi. Nhưng mà cái gì? Phân cái đường tiêu hóa của mình mấy mét thôi mà. Không biết chảy máu đâu. Nhưng mà màu nâu đen chứng tỏ là gì? Máu. Mất máu, mức độ ít. Trường hợp thứ ba, phân đen nhão. Mất máu nhiều hơn, máu mạnh hơn. Nó có thể biểu hiện đấy lâm sàng nhưng thường nó rất là nặng. Em hiểu không? Phân nó cấp tính nhiều hơn và rất là nặng. Vậy thì ba trường hợp hỏi phân để biết được tính chất bệnh đúng không? Cái thứ tiếp theo là có thể hỏi phân biết tiếp. Ví dụ như trường hợp với trẻ con nó bảo bây giờ đau quặn mót dặn, phân có nhầy máu gì, máu mũi máu cá gì đấy, đấy trong gì? Kết lị thì kết lị luôn. Đau quặn mót dặn đi ngoài phân có gì? Nhầy và mồ cá không phải là một cái hàng ngoài nên là cái vấn đề nhé. Tính chất phân mình hiện đoán được bệnh được lên rồi đúng không? Tiếp theo nước tiểu là nước tiểu, ví dụ bệnh nhân bị hoàng đảng xuất hiện đường tiết niệu đi ngoài ra gì? Ra máu. Thế có phải đái hemoglobin không? Có. Nếu mà hemoglobin thì không có nắng nắng. Nắng cạn. Còn thế là động tác hỏi nhưng không có thể đúng không? Mình phải khám. Khám. Phải khám nước tiểu đúng không?
Tiếp theo gì? Em không biết được có nhiễm mà lên tiểu nước vàng sẫm không? Bây giờ họ không biết được màu đỏ nó và vàng sẫm. Có phải kiểm tra nước tiểu đúng không? Hay như này, có nhiễm mà cái này đã đục. Nước tiểu đục. Thì là cái gì? Những khuẩn tiết niệu, những khuẩn đái hoặc đái bê protein quá nhiều, đúng không? Chứ còn đái đường các bạn không phải đái đường tiểu không có vấn đề đâu, mà chỉ là cái hàm lượng đường trong máu nó cao. Nhưng mà hàm lượng đường thì nó không hề gây ra máu tiểu có bất thường, mà chủ yếu là những khuẩn hoặc protein nó quá thường tiết niệu quá cao, đồng ý chưa? Vậy thì nước tiểu có thể định hướng được một phần đúng không? Bệnh nhân sốt cao liên tục này, cái tiểu đục này, vậy thì cái lợi đầu tiên là gì? Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đúng không? Sốt cao liên tục có thể có rét run kèm theo là cái tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu màu đỏ, màu đục, trắng đục như là kiểu như là mủ ạ, thì càng nặng hơn đấy là những khuẩn tiết niệu đúng không? Bây giờ tiếp tục là khám chất nôn. Khám chất nôn thành phần và màu sắc chất nôn tại sao thế? Ví dụ như này, có như bảo tôi nôn ra máu thì em có thể có ho ra máu không? Là nôn ra máu và ho máu có phải được không? Có hay không? Có bằng cách nào? Đấy. Ho ra máu, ho ra một chậu máu, nôn máu phải một chậu máu, có được không? Rất khó phân biệt, rất trong trường hợp là nặng. Còn nôn ra máu thì thành phần chất nôn thì làm sao? Có thức ăn. Hay là chị có chất nôn thành phần máu chất nôn nó quan trọng này. Ví dụ như bệnh nhân bị hẹp môn vị. Trong môn vị tức là môn vị nó không mở ra. Bệnh nhân thì làm sao? Bệnh nhân rất là đói. Đói thì làm sao? Ăn nhiều thì càng ứ đọng. Và dạ dày nó không nào xuống màu chậu này. Dạ dày nó căng xuống màu chậu. Mai sau học ngoại là xem. Và xa xuống rất là sâu. Vậy thì cái thành phần trong cái dạ dày có bao nhiêu? Thức ăn có thể là từ ngày hôm qua, ngày hôm kia. Rất là nhiều. Làm lúc bệnh nhân nôn ra mùi nước kinh. Và họ bệnh nhân có thể biết thành phần của người ăn có thể mấy ngày rồi. Chẳng hạn ví dụ như họ ăn cái màu gì thì nó dễ nhiệt, rồi ăn một cái rau loại rau gì đó cách đây 2 ngày ạ, nhưng họ dọn luôn ra những cái rau đấy đúng không? Vậy thì thành phần và màu sắc chất nôn rất là quan trọng. Đờm cũng thế, đờm như mình nói là đờm gì, bây giờ nó bệnh nhân ho ra một cục máu, nó tổng nhân ra ho ra một cái dây máu, cái nào nặng hơn? Cục máu là nặng hơn đúng không? Còn dây máu có thể là không phải là chảy máu mà nó chỉ là có do bị ho quá nhiều nó sẽ sức được lên mạc thôi đúng không? Hay như này, bệnh nhân ho ụt phát ra từ một bát mủ màu sô cô la. Điển hình trong áp xe phổi âm ít. Tức là áp xe phổi nó bình thường nó hành ngang như này. Nhưng mà lúc đó nó thông cả đường thông cả cái phế quản. Bệnh nhân ho ra một phát nó ụt ra một cái thì bát mủ ho thấy là sướng hơn ý. Thật, nó không ho được nó còn là sợ. Để ho được chứng tỏ là ra không, chứ không ho thì nó còn lâu không chịu được. Thì phải chặt giò thôi. Hay tiếp theo là khai thác chất thải tiết, không có chất thải tiết nhưng mà để khai thác qua các thủ thuật. Như thế này bệnh nhân bị làm sao? Cổ trướng, biết thế nào cổ trướng không? Bụng phồng căng như này, làm sao họ thở được? Cổ trướng tức là bụng nó chứa dịch rất là nhiều, nó phồng căng này bệnh nhân còn nồi này mà thở, nồi này mà thở, thì mình làm sao mình phải giải quyết cái khó thở bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân chết thì khó thở trước khi là bệnh nhân chết những bệnh lý khác, thì làm sao phải chọc dịch màng phổi và màng bụng của bệnh nhân ra và đánh giá cái màng bụng nó như thế nào? Màu trong thì màu là gì? Là thường là thức tiết. À, chất dịch thấm, còn màu vàng thì có thể là tiết, hoặc màu đỏ thì là dịch tiết. Màu đỏ thì phải những màu đỏ, trong trường hợp là màu đỏ là do là chất tiết với màu đỏ, hoặc là màu đỏ do mình chọc vào cái ven. Thế là mình chạm ven nó với màu đỏ, thì mình chạm ven nhưng mà nó bao giờ đỏ nữa, hiểu không? Thấm đông ạ. Thế còn cái màu đỏ mà trong bụng bệnh nhân nó có màu đỏ sẵn rồi là do ung thư di căn chẳng hạn thì làm sao? Nó mất cái thành phần mà nó không đông được nữa. Thì đấy là khác, nó chứng phân biệt đánh giá, nhìn qua màu sắc đấy bọn phải đánh giá được. Và ngày xưa các thầy bảo là màu vàng thì nghĩ bệnh gì, màu trắng nghĩ bệnh gì, màu đỏ nghĩ bệnh gì, một loạt bệnh luôn. Và trong sách triệu chứng này có hết rồi. Màu vàng thì hai đọc sách mai ba đọc sách hai thấm này, còn là phẩm nghiệp như tiếp theo. Đấy là định nhá, và dịch màng phổi cũng thế, dịch màng não cũng thế. Tất cả các dịch đều có những màu sắc tiêu chuẩn và từ màu sắc đấy mà phải nghĩ cái bệnh gì thì tên một hết loại lý ra. Chúng ta xác định chúng ta có hết rồi nhé. Và bài chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta chia làm hai tổ, một tổ bên này, tổ bên kia. Mình cũng giảm tập trung vào hai tổ chính là một tình trạng máu động sốt huyết, đúng chưa? Tóm lại là tổ bị bám mặt là máu thì cháo ở hai nơi chính là da và niêm mạc. Còn đo huyết áp hay khám móng tay để đánh giá từ máu ống độ khác nhau. Cái đo huyết áp để làm gì?
Để nhìn nó dễ. Trong đùi. Ví dụ đây, điển hình là gì? Cẳng tay này.